phụ trách chương trình tin tức tổng hợp của đài BCTV, sứ ngôn viên Bảo Khanh và Lâm Hùng xin cảm ơn quý vị vẫn giữ băng tần của đài. Và chúng tôi cũng không quên cảm ơn quý vị đã ủng hộ cho những cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên ở phần 2 đã cho biết rằng phiên tòa xét xử gian lận của nghị sĩ Santos bị trục xuất sẽ bắt đầu vào tháng 9 với bồi thẩm đoàn ẩn danh. Một thẩm phán liên bang đã ra phán quyết vào ngày thứ Ba, ngày 13 tháng 8 rằng các bồi thẩm đoàn trong phiên tòa xét xử gian lận của nghị sĩ George Santos bị trục xuất sẽ được giữ bí mật danh tính với công chúng. Họ cũng sẽ không phải điền vào bảng câu hỏi viết tay và nói lên suy nghĩ của họ về Santos khi họ đến để lựa chọn bồi thẩm đoàn, như luật sư của ông đã yêu cầu. Phiên tòa dự kiến diễn ra vào ngày 9 tháng 9 năm 2024 tại Central East Cliff, New York. Santos đã bị truy tố về tội tham nhũng và bị trục xuất khỏi Quốc hội vào tháng 12 năm 2023, thưa quý vị. Kính thưa quý vị, một video ấn tượng đã cho thấy lính cứu hỏa đang chiến đấu với đám cháy Gulf Ranch ở Nevada. Video ấn tượng ghi lại cảnh lính cứu hỏa chiến đấu để dập tắt một đám cháy Gold Ranch vào hôm Chủ nhật, ngày 11 tháng 8. Đám cháy Gold Ranch bùng phát vào hôm Chủ nhật gần với Verde, Nevada. Ngọn lửa đã thiêu rụi ít nhất là 674 mẫu anh, tạm thời đóng cửa xa lộ liên tiểu bang 80 hướng đông tại đường cao tốc số 267, theo các báo cáo của địa phương cho biết. Và tính đến hôm thứ Ba, ngày 13 tháng 8, thì tất cả các lệnh sơ tán và cảnh báo về đám cháy Gold Ranch cũng đã được dỡ bỏ. Cảnh sát của tiểu bang Nevada cho biết là họ đã bắt giữ một tài xế bị buộc tội là lái xe khi say rượu có liên quan đến vụ cháy. Kính thưa quý vị, một bản tin liên quan tới sự căng thẳng ở Trung Đông. Phái viên Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc cho biết việc giảm căng thẳng ở Trung Đông bắt đầu bằng thỏa thuận về Gaza. Mục tiêu chung của Hoa Kỳ tại Trung Đông là hạ nhiệt, ngăn chặn và phòng thủ trước mọi cuộc tấn công trong tương lai và tránh xung đột khu vực. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc Linda Thomas đã cho biết vào ngày thứ Ba, ngày 13 tháng 8, điều đó bắt đầu bằng việc hoàn tất thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức với việc thả con tin ở Gaza. Chúng ta cần phải hoàn thành mục tiêu này, bà đã phát biểu tại một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về cuộc chiến giữa Israel và các chiến binh Palestine Hamas ở Gaza. Kính thưa quý vị, cựu Thủ tướng Truss bỏ chạy khỏi sân khấu sau khi biểu ngữ Roe Jeep bị rời. Một sự kiện phát biểu với cựu Thủ tướng Anh Liz Truss đã bị gián đoạn vào hôm thứ Ba, ngày 13 tháng 8, khi biểu ngữ hình cây xà lách rơi từ trần nhà xuống. Nhóm vận động Led by Donkeys đã nhận trách nhiệm về trò lừa đảo này sau khi chia sẻ một đoạn video trên mạng xã hội. Video đã cho thấy biểu ngữ từ từ hạ xuống phía sau bà Truss khi bà phát biểu trước khán giả, để lộ một cây xà lách lớn có dòng chữ "Tôi đã phá hủy nền kinh tế". Led by Donkeys đã cho biết trên trang mạng X là bà Liz Truss đang trong chuyến lưu diễn ủng hộ cho cựu Tổng thống Trump. Vì vậy, chúng tôi đã thả một biểu ngữ xà lách điều khiển từ xa được bố trí ở vị trí chiến lược. Cây xà lách ám chỉ đến trò lừa đảo của một tờ báo Anh Quốc là The Daily Star đã thiết lập một nguồn cấp dữ liệu trực tiếp vào hồi tháng 10 năm 2022 về một tảng băng trôi không được làm lạnh bên cạnh một bức ảnh của bà Truss và hỏi độc giả, cây xà lách ướp nào, kính thưa quý vị, cây xà lách ướp nào có thể được lâu hơn? Bà Truss đã từ chức sau 44 ngày sau một ngân sách nhỏ đã gây ra sự sụp đổ của thị trường trái phiếu và sự sụp đổ của đồng bảng Anh. Bà đã mất ghế trong quốc hội trong cuộc bầu cử vào hồi tháng 7 năm 2024. Kính mời quý vị quay sang phần tin. Việt Nam tăng nhập khẩu than với 30% trong tháng 7, đạt mức cao nhất trong 13 tháng. Dẫn số liệu mới nhất do Hải quan Việt Nam công bố, hai trang Mistil Global và Cost đã cho biết hôm 13 tháng 8 rằng lượng than đá mà Việt Nam nhập khẩu trong tháng 7 lên đến 7,05 triệu tấn, tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 10% so với tháng trước. Thống kê đã cho thấy số lượng như trên đạt mức cao nhất trong giai đoạn 13 tháng tính đến hết tháng 7 năm nay, nhưng vẫn thấp hơn mức cao kỷ lục là 7,26 triệu tấn của tháng 6 vào năm 2023. Vẫn theo bài đăng của MySteel Global,
Trang Mainstream Global đã nói rằng họ nhận thấy sự gia tăng này phù hợp với cam kết của chính quyền Hà Nội về việc tránh để xảy ra tình trạng thiếu điện trong năm nay, với giải pháp là tăng cường nhập khẩu than để đáp ứng nhu cầu cao trong nội địa, đặc biệt là nhu cầu của ngành sản xuất điện. Và trong mùa hè này, dữ liệu cũng đã cho biết rằng hải quan Việt Nam và đã cho hay rằng kim ngạch nhập khẩu của than của Việt Nam đạt giá trị tổng cộng là 838 triệu Mỹ kim trong tháng 7, tăng 14% so với tháng 6. MySteel Global tính toán ra rằng phần lớn than mà Việt Nam nhập khẩu là từ Australia và Indonesia, chiếm khoảng 67% tổng khối lượng. Vẫn các bài đăng của MySteel dẫn số liệu đã cho thấy trong 7 tháng đầu năm nay thì tổng lượng than nhập khẩu của Việt Nam tăng 36% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 40 triệu tấn, thưa quý vị. Thưa quý vị, tiếp theo là bản tin cuối. Google ra mắt điện thoại mới và các tiện ích khác được hỗ trợ bởi AI. Vào hôm thứ Ba ngày 13 tháng 8, công ty Google của Alphabet đã công bố một loạt điện thoại thông minh Pixel tích hợp sâu hơn công nghệ trí tuệ nhân tạo của mình khi hãng này đã chạy đua để đưa AI vào phần cứng của mình. Sự kiện tại khuôn viên Bayview của Alphabet ở Mountain View, California đã phá vỡ truyền thống mà Google đã duy trì với mọi lần ra mắt của Pixel, điện thoại thông minh hàng đầu của hãng ra mắt vào hồi tháng 10 năm 2016, để công bố phiên bản mới vào mùa thu. Các tích hợp AI mới đã được công bố vào hôm thứ Ba, bao gồm một tính năng chỉ dành cho Pixel, cho phép người dùng tìm kiếm thông tin được lưu trữ trong ảnh chụp màn hình. Người dùng Android hiện cũng có thể kéo Jeremy, chatbot của Google, lên trên một ứng dụng khác để trả lời câu hỏi hoặc là tạo nội dung. Các nhân viên đã trình diễn một số bản demo trực tiếp và các chức năng mới của Gemini, chẳng hạn như là tính năng trò chuyện bằng giọng nói. Mặc dù nỗ lực sử dụng Gemini để tham chiếu, chéo hình ảnh, áp phích buổi hòa nhạc với ứng dụng lịch cũng đã mất 3 lần thử và 2 thiết bị để chạy thành công. Điện thoại Pixel 9 là mẫu màn hình cơ bản 6,3 inch, đã được bán lẻ với giá khởi điểm là 799 Mỹ Kim, cao hơn 100 Mỹ Kim so với mẫu trước đó. Người phát ngôn của công ty cũng cho biết là Pixel 9 Pro XL 6,8 inch cũng sẽ bắt đầu được bán vào cuối tháng 8 này. Điện thoại Pixel 9 Pro đi kèm với các tính năng bổ sung như là camera tốt hơn và Pixel 9 Pro 4 có thể gặp lại để được bán vào tháng 9. Và một lần nữa, xứ ngôn viên Bảo Khanh và Lâm Hùng xin cảm ơn quý vị đã vừa theo dõi tin tức tổng hợp của đài IBC TV. Và chúng tôi cũng không quên cảm ơn những cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình. Và xin chúc cho quý vị có một buổi trưa an lạc và hạnh phúc. Xin được ái kính chào quý vị.